Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân. Tiếp theo chương trình xin kính mời quý vị và bà con cùng đến với tiết mục thật là đáng yêu và nhí nhảnh của các cháu thiếu nhi qua bài múa Ông Trăng Miệng Cười. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Ông Trăng miệng cười, Ông Trăng nhà em.